Hello, xin chào mọi người đến video mới của mình là Châu Già đây. Hôm nay mình nhảy Mirelli Bay nha mọi người. Mình không nhảy khu bố cát nha, mọi người thắc mắc tại sao mình không hề nhảy khu bố cát không? Tại vì ở trong đó sâu bồ tấp nập quá, mình ra đảo này mình nuôi bồ trong cái cỏ nha mọi người. Mình không nhảy trong đó nữa. Ở trên này cái giàn giáo mình sẽ làm một cái đài quan sát, còn ở dưới này sẽ là một trang trại bò. Bên đây mình sẽ trồng một nông trại cỏ. Mình sẽ nuôi bò trong cái cỏ nha mọi người, không đi bắn lộn nữa nha. Nãy giờ bốc phét tủ rồi nha mọi người, nãy giờ ẩn đó. Đây có thằng nè, có thằng nè. Làm gì ba ơi, làm gì ơi, này thì một VS4 nè, đây 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 đấy, mục đích mình ra đây là mình kiếm S686 nha mọi người, shot gun nha. Trận này mình sẽ làm giống mấy anh idol Trung Quốc nha mọi người, cầm S686 lấy top 1 luôn nha, get vô nước đồ thôi. À có tiếng chừng nè, có tiếng chừng nè, có tiếng gương của mình nè, bên khu nhà máy đang bắn lộn ầm ầm bên đó nè. Đâu rồi, thằng kia mới nghe đâu mất tiêu rồi ta. Có người qua gần rồi nha mọi người. Ở đâu vậy? Bên à đây 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 đây. Ồ, kéo được mạng. Chắc thanh niên kia cây mình lắm nè. Nó bên nhà C ngoài bìa kìa. Đâu mình không thấy ta. Để mình lui vô nhà nha mọi người. Cầm súng gân đứng xa bắn không ổn đâu, phải áp sát gần đó. Mình vô lại C giữa nha mọi người. Có tiếng chân rồi nè. Mình cầm cái lục R1985 nha mọi người, cầm theo bắn phụ nha. Chứ để nhiều pha bắn xa mình có lục mình bắn, chứ mình cầm sục kênh bắn xa không được. Vô nhà mình một thằng rồi nè, còn thằng ngoài nè. Vô đây bạn ơi, nắp một nè. Này thì vô đây. Vô đây bạn ơi, vô đây bạn ơi, còn thằng nè. Nhà vô kiếm ăn, nhà vô kiếm ăn. S686 là các idol Trung Quốc bắn ảo lắm, mình nay mình sẽ tập làm idol Trung Quốc nha mọi người. Rồi mấy bạn vô đây mình cân hết. Một viên một em nè, vô đây. Còn thằng ngoài. Rồi. Hai thằng luôn. Ui. Vô đây bạn ơi, còn thằng nữa. Đồng thế. Chỗ nhà máy nè. Một viên một em, đúng một viên một em luôn vô đây. Ngó nè bạn ơi. Ui thằng kia yếu lắm mà, thằng yếu rồi nha. Từ anh ơi, anh cầm súng sấy mà anh sấy dữ vậy. Điểm hiếu máu cái anh em mình nói chuyện sao? Cái gì cũng phải từ từ nói anh ơi. S686 đúng mạnh luôn mọi người. Rồi nhảy nhảy nhảy, không dám vô, nó không dám vô, nó rén rồi. Nó thấy mình cầm shotgun nó cũng rén chứ. Trận này idol Trung Quốc nhập mình nha mọi người. Lên đây bạn ơi. Nó ngồi cầm hai kìa. Bonus cho bạn cháy lửa nè. Cho bạn cháy lửa nè bạn ơi, chạy đi. Xuống dưới rồi, xuống dưới rồi. Từ từ, lút đồ, kiếm mấy chai lưu đạn nha mọi người. Cấp 6 luôn, S686 không gắn cớp được ha. Gắn cớp được chắc bắn xa ghê, đúng gãy ngứa luôn, mũi chích inox á. Bắn xa nó không có đam mọi người ơi, bởi vì mình mới cầm cái lục theo R1985 này nè. Đợt trước mình cũng có bắn cái R1985 này, nó hơi sida, nay mình sẽ bắn lại cho mọi người xem nha. Bữa tại mình gắn cái giảm thanh. Mấy nay mình cũng có bắn thử rồi, bắn ngon lắm. Cái lục đạn 7 này mình thấy rất là mạnh nha mọi người. Nè nè, nghe tiếng chân nè. Chạy lên đây nè. Ô, thôi xong rồi, lên cầu thang là xong rồi rồi. Lên cầu thang là xong rồi rồi, chứ bữa mình ngay đó mà lên cầu thang. Liệm. Chắc khu Mirelli Bay này chắc clear đây mọi người. Tại vì có tem bên nhà máy đẩy qua mình chắc hết rồi. Mình lút đồ mình đi thôi nha mọi người ơi. Get go. Mình vô bên Jinky nha mọi người, khu bố cát nè. Mình cho bò mình ăn xong rồi, giờ mình vô khu bố cát nha mọi người. Ô, có người luôn nè, có người luôn nè. Ô, đây có boss đồng thế. Mấy anh ơi cho em vô đây cái nha mấy anh, từ từ nha. Đây đây đây, ô có xác luôn nè. Mình vô Doraemon nha mọi người. Tụi nó bắn bên đường kìa. Mình lên nóc nhà mình quan sát cho dễ nha mọi người. Đó bên nhà xanh đó mọi người. Mình xuống ở đây mình bị khuất cái cây mình không thấy đường. Ủa con nào đấy. Thôi xong mày rồi, nóc nè. Cờ của Ấn Độ hả ta. Hình như là vậy á. Tại quá luôn nha mọi người. Rồi mình cầm sút dân mình phải chơi tầm gần. Tầm trung thì mình chơi lục. Chứ để mình nóc rồi mình áp sát vô luôn nha mọi người. Chứ đứng từ xa là bắn không có được. Tranh thủ qua gạt chứ còn ai em chơi luôn. À, nằm trong sự bất lực bạn ơi. Gạt luôn. Phía ngoài vẫn có nha. Phía ngoài đồng vẫn có, bên tay trái mình vẫn có nè. Trước mặt cái nhà cao nè. Không có tiếng chân nè. Gì vậy? Lên hỗ trợ đồng đội thôi bạn ơi. Ủa sao giống con boss của ta. Sao giống boss lắm mọi người ơi. Giờ vẫn còn boss thôi. Kệ có boss thì ăn thôi, có mạng là lụm. Có mạng là lụm.
Mình áp sát qua nhà cao luôn nha mọi người. Mình lên đây mình quan sát coi bắn được không nha. Bên đây tầm bên đây sụp lên bắn không tới rồi mình cầm lục mình bắn nó nha mọi người. Mà quan trọng là coi mấy thằng nha. Chứ ngày nãy nãy về nó bắn mình ngứa lỗ tai phải liền luôn á. À, thấy này hai thằng nè. Đâu nóc một ui đẩy luôn nha mọi người. Từ từ gài đạn á. Có hai thằng à đẩy nó đang cứu mà đẩy quá luôn nha. Khô máu mấy này luôn nha. Mình cầm chơi tầm gần mình không có ngán ở đâu. Chứ trước tiên là up bên đi. Hôm tới rồi. Cho trái lửa lên nha. Quả thiêu. Khỏi xuống luôn nha bạn ơi. Bạn ở trên nóc là bạn khỏi xuống luôn nha. Thêm trái bơm nè. Ô nắp 1 nè. Ngon. Trái đủ đại nè. Đẩy luôn nha mọi người. Ô nắp 2. Ok lên dạ thôi. Có hai thằng à. Nắp 2 rồi lên dạ thôi. Ngon ngon. Ú quýt chưa. Ú phải liền còn lại nữa hả. Đi ba luôn ta. Ui sợ thế. Ui còn thằng nữa hả. Ui tên 4 luôn mọi người ơi. Phải liền tên 4 luôn, tên 4 luôn. Gạt luôn. Ôi mình tưởng có hai thằng à, mình đẩy vô đúng rồi á. Ui hên cầm sút gân với chủ quan là chết rồi đấy. Sợ thế. Bên thu hồi sinh vẫn có nha mọi người. Bình tĩnh. Chắc mình ra mình lấy xe mình đi thôi mọi người. Cái lục mà bỏ bỏ sai lệnh thì bắn dở lắm. Ok. Có con quăng bơm gần mình ơi, lên lại. Ủa có xe vô luôn nè, Phải, nó cộng mình mọi người ơi. Nó cộng mình. Gì vậy? Rút chốt nè bạn ơi, ok. Có tiếng bút ghi nè. Rút chốt nè bạn ơi, nóc nè một thằng. Gạt không nha, để bút ghi nó qua nó hỗ trợ. Bò nè bạn ơi. Này thì cộng mình nè bạn ơi. Tưởng nó dễ húp lắm hả, vô đây. Một viên là một mạng đó, vô đây húp. Sợ thế. À, bút ghi nó tấp qua bên nhà cao nãy của mình đứng rồi nha mọi người. Ồ, nó đang combo bên đó kìa. Đóng cửa lại. Sợ mấy anh bên khu hồi sinh bắn qua quá. À đây. Ok. Ô, nhà thờ có. Thôi anh ơi. Ui má tí là liệm. Sợ thế. Quấn máu các mọi người ơi. Mình chia smoke nha mọi người. Mình sợ cái thằng mà đứng mấy cửa sổ nè bị thằng trên nhà thờ nó bắn với thằng bên tụi bên khu hồi sinh nó táp qua anh rỉa ấm khó chịu luôn á. Hết smoke rồi nha. Còn trái để dành cho mọi người, không dám quăng hết. Nhiều khi có trường hợp xấu nhất mình có thể mình quăng chứ. Có tiếng gần nè. Một thằng gần quanh nó áp sát mình nè. Áp sát nè bạn ơi, trong nhà vệ sinh nè. Hết smoke rồi không dám quăng nha. Để dành. Trường hợp xấu nhất mình có để quăng chứ. Phải tính với trường hợp chết chứ mọi người. Sau nhà vệ sinh nè. Để mình đóng cửa mình cho trái đủ đạn nha. Mày đứng ở đây là mày này banh sát á. Chạy đi con. Ở kìa. Ôi ôi đóng cửa ở phía bên đây nó che lại. Vãi hồi nãy đóng vô trong nó không có che nó chạy là mọi người ơi. Lui rồi nó lui về nhà cao rồi nha. Đâu ta. Nằm quan sát yên ắng thế. Ok thấy nha. Nó chủ quan ta. Nó thằng này chủ quan nè. Mày chủ quan nè. What? Này thì quát giống tôi, quát thằng này bắn ở đâu vậy? Tao bắn cái bên mày nè mày ơi. Tại giống nha mọi người. Khô máu thằng này thôi. Ngại vết bẩn khi đã có Omo. Giờ mình ngại vết bẩn khi đã có shotgun S686 đây nè, idol Shooty nhập nè. Ok. Con này đâu qua vậy? Ủa phải. Ngồi ke gì kì vậy ba? Quán cái thằng bên khu sinh nó bắn cũng khó chịu luôn rồi. Nó bắn gì có chảo mình kìa. Beng beng luôn. Ở bên đường có, ơ kìa. Bách bói, sao mà cái ếch mạng của tao bách bói. Cay thế nha, cái ếch thằng quát của mình rồi mọi người ơi. Chia shop rồi nha mọi người. Cay thế nhờ, khó khăn lắm mà mình bắn được mạng, nó ăn hết mình của mạng kìa. Bực thế nha. Dị ứng với mấy thằng cái ếch nha. Nghe tiếng chân nè, ngon mà lú đầu mày ra. Bắn dở sọ mày luôn. Dám cái ếch mạng của bố mày. Mày biết bố mày là ai không? Bố mày Nico đầu chọc. Đang cơ bát đẩy quá luôn mọi người. Bắt bo mày xong rồi nè. Coi mày dám kết mạng tao. Mày có hai tem nha mọi người, có tiếng chân nè. Đâu rồi. Có tiếng gần nè. Nhà xanh có luôn, không ổn mà mọi người. Lui. Bạn ảo quá chết á. Bad boy chết rồi nha, bad boy. Bơm vào nha mọi người. Mình có nhiều đồ đạn lắm, mình cứ chọi thôi.
Thằng nào đẩy lên là xong với mình liền. Tôi trong chỗ bơ mình mọi người ơi. Lui 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 lui. Nó bo thu luôn rồi nha. Nó khu bộ cát ngoài bo chứ. Ủa, nó đẩy quá mình nè mọi người ơi. Nghe mình nghe thấy tiếng chân là ba thằng nha mọi người. Ây da, căng rồi nha. Đụng độ với mafia. Ây da da da, bên đây bên đây đây. Vô đây anh ơi, vô đây anh ơi, hộ báo cáo trộm rồi. Hộ báo cáo trộm là một viên một mạng nè. Lút 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 lút. Chọi bơ mình kìa. Đây đây. Mấy bạn thích chọi gì để mình chọi cho bạn. Lưu đạn mình không thiếu nha. Rồi. Núp nè, núp nè. Vô nhà nha. À, à, có thằng gần nè, có thằng gần nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Đứng sau cửa là bạn xong rồi, bạn không chạy là bạn xong rồi. Bạn cũng rút chốt mà. Bùm. Ok, không chết vậy. À, bị chết bo, bị chết bo. Mình chết lùi đạn mình nổ yếu, nó bị chết bo kìa, nó nằm đó kìa. Xong rồi rồi, xuống chơi nó luôn nha. Ui. Ui, 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 ui. Hên xíu rồi, nó hẹo. Hên không thấy mình nha mọi người. Ủa, có ba thằng hả ta? Ô, hết đạn sụt gân rồi mọi người ơi. Mình còn có 2 trên 10 vậy. Căng, 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 hết đạn rồi. Tình hình bất ổn nha mọi người ơi. Mình có quá trời xu luôn, trăm mấy xu này để mình mua vô, mình mua cái giáp ba, mình đi bo nha mọi người. Hết đạn rồi. Chà, hết đạn mọi người ơi, căng thế. Ui mẹ ơi, có người, có người. Hai thằng, té 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 đây mọi người. Ê, sao 86 nha, không có đứng ngoài đồng được nha. Đứng ngoài đồng mà thua liền. Mình chờ bo thôi. Bo trong cái nhà này, mình nhà mọi người ơi. Mình có nhà cho bo là mình vô nhà nha. Còn vô trên đồi, hết trên đồi có người luôn nha, nãy mình chạy ngang qua nó. Sợ vãi liền, vô nhà lẹ. Té. S86 là không có chơi ngoài đồng được. Ngoài đồng rất là trống, không có chỗ mít up cho mình bắn. Ô, 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 trên nhà mình có người nha. Trời lưu đại mình kìa. Em nằm im trên tay vậy cha. Không dám cầm nha mọi người, nó kêu cầu thang mình về. Mình lên không biết nó hướng nào, nó bắn mình chết. Nó hướng bên tay phải mình đó. Trời, có nhiều bơm, nhiều lửa, mình cứ up lên hết đi. Ồ, có tiếng bút ghi đây nè. Bút ghi vô nha. Thằng kia nó không dám công mình cũng không dám công nó luôn nha. Có thằng bút ghi vô nè. Vô đây. Đi ngang bị nát sọ lên nè. Ok. Dướng tường. Từ nơi mấy anh bắn em sợ. Biết chung tem không ta? Chung tem không mà sao nó bay vô đây đi đúng rồi vậy? Chết cha mình hết sợ móc rồi. Còn đúng trái lửa mọi người. Nó ngoài bo nó chứ bo lên đồi rồi. Giờ sao ta nhà ngoài bo rồi. Hết xà móc rồi sao ra lấy xe đây. Nhà nhìn cái bo nhất chứng cúc thiệt chứ. Bo nghĩ sao lên đầu nãy biết bà mình ở trên đầu luôn cho rồi. Bo nó thấy xe chạy không bút ghi lấy xe chạy nè. Bo bạn bỏ mặt đồng đội mình luôn hả? Chung tem không ta? Rồi mình chung ra mình lấy xe mình đi nha mọi người ơi, sợ quá. Mình không đi rất mà chạy bộ mình thua đó. Xe mình đây nè, liều luôn nha mọi người, liều luôn nha. Get go. Ở kìa hết xăng. À, trời ơi trời, khúc giờ nào còn hết sáng nữa. Không gớt nước mắt thiệt chứ. Có xe smoke nè. Rồi ui, quên cái vụ hết xe hết xăng nữa chứ. Trời trời, khổ thiệt chứ, giờ sao đây. Thằng kia nó gút bơm, có chiếc ba bánh ngoài kìa. À, có chiếc bút ghi nè, có chiếc bút ghi nè. Lủng hết bánh rồi. Sao đi được, ok. Nó quất luôn hai bánh mọi người ơi. Nó chơi tạng cào cái hóng máng với mình luôn kìa, nó không cho mình đi luôn á. Ây da, còn thằng trên nhà mình nữa nè, còn bên tay trái có một thằng bắn Mosin nữa. Trên đồi có mấy thằng nữa nè, giờ không biết sao đi luôn nè. Bo thu tới đích rồi nè. Ây da. Giờ full nước cho mọi người. Tùy cơ ứng biến thôi chứ bo xấu quá. Liệm sớm mà mọi người ơi. Bo không độ rồi, vô luôn nha. À thằng bên Mosin lấy xe chạy kìa, lấy xe mô tô chạy kìa. Thằng trên nhà nó không đi luôn nha mọi người. Mày xong mày rồi. Tiếng chân sau lưng mình nè. À không chịu đi bo nè, không chịu đi bo nè. Phục gì nè. Ok, ok. Chạy. U nó bắn mình kìa. Nó chết bo luôn mọi người ơi. Này thì không chịu đi bo nữa, mình bắn trúng một viên lục rồi. Cái thằng kia nó chạy xe nó ré nóc nó bị bắn chết luôn mọi người. Tem mới clear còn hai thằng nha. Ủa gì hai thằng chung tem ta. Lên đây mọi người, để mình lên đồi nha, lên đồi, áp sát lên đồi nha. Dưới đây ngoài bo rồi. À căng vậy. Bắn shotgun là kỹ nhất ở ngoài đồng trống nha. Chết mẹ, có tiếng chân, có tiếng chân. Từ. Chạy đâu anh ơi, ơ kìa. Chết
Mẹ có thằng sau lưng nữa, liệm rồi. Thấy mày rồi. Ây da. Ui hình quá, hình quá. Từ 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 từ. Ui. Ui không tính luôn á mọi người. Ôi không tính mình lấy được cấp 1 luôn á. Tung tay muốn rớt nước mắt luôn á. Thế được một trận top 1 cầm S686 19 kill. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người ơi. Like đăng ký hoàn toàn miễn phí nhưng nó là nguồn động lực rất lớn của mình để mình ra thêm nhiều video hay cho mọi người xem. Nếu mọi người thích mình làm số gì mọi người để ý kiến với phần bình luận, mình sẽ cố gắng làm hết cho mọi người xem. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.